40 năm, một chặng đường đã quá đủ để chúng ta phải đứng lên đạp đổ chế độ độc tài cộng sản, là thời điểm chúng ta phải giành lại những gì thuộc về một đất nước Việt Nam tự do. 30 tháng 4 đen là ngày quốc hận của cả dân tộc, là ngày dân oan đã mất đi quyền làm người, quyền được nghe và quyền được nói. Tháng 4 là thời điểm chúng ta phải nhìn lại những gì cộng sản đã làm trên quê hương chúng ta trong suốt 40 năm cướp nước, là thời điểm chúng ta phải đứng lên để lấy lại Việt Nam đã và đang rơi lại tay cộng sản. Phương Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Phát hiện các chất tạo bom trong một ngôi nhà tại Hiên Hầm, tin từ vùng Hiên Hầm. Kính thưa quý vị, hôm thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2015 vừa qua, cảnh sát cho hay vừa phát hiện ra các vật liệu nhằm chế tạo bom trong một bãi đậu xe của một căn nhà tại vùng Hiên Hầm. Các nhà điều tra nói rằng họ đang tiến hành việc buộc tội đối với Benjamin Young, 27 tuổi, cư ngụ tại số 18 trên đường Black River. Young đang đợi giấy tờ triệu tập trước tòa án vụ quận Hiên Hầm trong thời gian tới, mặc dù cảnh sát không có đưa ra chi tiết đặc biệt gì về các nguyên vật liệu chế tạo bom. Và dựa trên các bước điều tra ban đầu thì hiện tại trong khi tìm thấy chứng cứ gì chứng minh việc chế tạo bom này nhằm gây hại cho bất cứ ai, nhưng họ cho rằng đó là tiềm năng, nguy cơ dẫn đến các hoàn cảnh rất nguy hiểm. Trưởng sở cứu hỏa vùng Hiên Hầm là ông Mark Duff nói thời điểm này không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố ở Boston Marathon. Các nhà chức trách nói rằng quá trình điều tra được liên hệ đến những việc sự xảy ra trước đó là một vụ nổ xe ở vùng Quincy hôm tối thứ Bảy tuần trước và việc phát hiện chất nổ trong một ngôi nhà ở Norwell vào Chủ nhật. Các nguyên vật liệu tạo bom bị thu giữ một cách an toàn. Chỉ có những người trong ngôi nhà chứa các chất gây nổ này phải dời đi. Các ngôi nhà xung quanh không cần phải sợ. Có hầu hết là các lực lượng quan trọng tham gia như là cơ quan điều tra liên bang FBI, sở cứu hỏa, cảnh sát tiểu bang và các đội đặc nhiệm chuyên về bom và nhân viên của cục điều tra về bia rượu, thuốc lá, chất nổ tham gia trong vụ việc này. Siêu thị Roach Brothers được mở tại Downtown Crossing, tin từ Boston. Kính thưa quý vị, hệ thống đại siêu thị buôn bán thực phẩm Roach Brothers ra thông báo sẽ mở cửa khai trương chi nhánh siêu thị mới ngay giữa thành phố Boston vào ngày 29 tháng 4 năm 2015 tới đây. Lần đầu tiên một chi nhánh đại siêu thị buôn bán thực phẩm và thức ăn được liên kết kế hoạch và khuếch trương ngay trong trung tâm thành phố Boston. Ngôi chợ rộng 25.000 square feet bao gồm những gian hàng ăn uống, gian hàng rau quả xanh tươi, lọ bánh v.v., kể cả dịch vụ mua sắm và đặt hàng trên mạng giao chuyển đến tận nhà. Roach Brothers là một hệ thống cung cấp buôn bán thực phẩm khuếch trương ở địa phương trong tiểu bang Massachusetts, được sở hữu và vận hành bởi các thành viên trong gia đình, đặt bản danh tại thành phố Wellesley, Massachusetts. Đây là tin vui cho quý vị nói chung và từ nay quý vị có thể thuận tiện và nhiều lựa chọn hơn trong việc đi chợ mua sắm thực phẩm và thức ăn. Thư mời tham dự 40 năm quốc hạch 30 tháng 4 năm 2015, kính gửi quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, quý cựu quân nhân cán chính, quý đồng hương tị nạn cộng sản và quý anh chị em sinh viên học sinh. Ban tổ chức Hội Thanh niên Thăng Long xin hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự buổi tưởng niệm quốc hạnh ngày 30 tháng 4 năm 2015. Thời gian vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015, địa điểm University of Massachusetts at Boston. Kính mời quý vị tham dự. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, đấy, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà điêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc.
Ủa chị Thu Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail, tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng đáng sĩ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Phương Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, SBTN Boston ngày hôm nay rất là hân hạnh được sự trở lại của tiến sĩ Hà Văn Hải để nói về ngày quốc hận 30 tháng 4 sắp tới. Trước hết thì Phương Chi xin kính chào tiến sĩ Hà Văn Hải. Chào Phương Chi và xin kính chào toàn thể quý khán giả của đài. Trước hết Phương Chi cảm ơn sự xuất hiện của tiến sĩ với đài truyền hình SBTN Boston. Và được biết là tiến sĩ mới đi xa về, thì chắc có lẽ tiến sĩ đã gặp một số đoàn thể và giới chức của chính quyền, truyền thông. Thì theo như tiến sĩ thì tình hình cộng đồng của chúng ta, và đặc biệt nhất là ngày quốc hận 30 tháng 4 cũng đã đánh dấu là 40 năm là ngày mất nước. Đó là ngày rất là tủi nhục cho toàn dân trong nước cũng như hải ngoại, thì còn một số người tha phương, thưa tiến sĩ. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi có cơ hội để gặp gỡ một số tổ chức cũng như một số cộng đồng ở vài nơi. Thì chúng tôi thấy năm nay đó là cái quan trọng là tất cả những người Việt Nam ở các nơi đều muốn biến ngày đau thương, ngày tủi hận thành hành động để làm cái gì cho quê hương của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy ở bên Pháp thì gọi là ngày tang, tất cả những người để tang. Và ở bên Úc Châu và nhất là ở Nam và Bắc Cali cũng như DC và tôi nghĩ rằng ở Boston nữa, sẽ tổ chức rất rầm rộ để cho mọi người nhìn thấy là cái ước vọng của người Việt Nam chúng ta đó, là muốn nhìn thấy một nước Việt Nam được độc lập, tự do và nước Việt Nam chúng ta không có bị lệ thuộc vào người Tàu. Mà chúng ta đã nhìn thấy là nếu chúng ta không làm gì ngay giai đoạn này, không biến ngày 30 tháng 4 này đó thành ngày đau thương và hành động đó,
thì chúng ta sẽ mất nước và hãn hóa, thưa quý vị. Thưa tiến sĩ, cũng kính thưa quý vị, ai cũng biết là công cuộc giành lại quyền làm người và kiến tạo một nước Việt Nam độc lập phú cường không phải tự nhiên nó đến, mà chúng ta thực hiện với kẻ thù rất là nguy hiểm. Họ dùng mọi thủ đoạn, kể cả thanh trừng lẫn nhau vì quyền lợi và lợi nhuận. Trong giai đoạn sắp đến đây thì người Việt hải ngoại cần làm gì để cùng toàn dân trong nước thoát khỏi cuộc độc tài cộng sản và thoát khỏi sự đô hộ giặc Tàu, thưa tiến sĩ? Thưa quý vị, thì chúng ta nhìn thấy này, là tất cả một cái chuyện xảy ra đó là tự do không phải tự nhiên mà có, mà chúng ta phải có sự hy sinh, kể cả hy sinh và máu và xương của chúng ta. Chúng ta nhìn lại đấy, cuộc lịch sử của Pháp 1789 và đến cái cuộc sụp đổ cộng sản ở Đông Âu, thì chúng ta nhìn thấy ấy, đây là cái lúc mà người Việt Nam chúng ta trong nước cũng như hải ngoại nhận lấy trách nhiệm để bảo vệ quê hương của chúng ta. Thưa quý vị nhìn thấy ấy, là trong nước 2 triệu đơn để vì mất đất. Người nông thì không có đất mà làm. Người công nhân ấy, quý vị thấy họ biểu tình cả 100.000 người các nơi, và chúng ta nhìn thấy đó, tất cả mọi nơi họ đã sẵn sàng đứng dậy để đòi lại cái quyền được làm người, quyền được hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Quý vị nhìn thấy là Lao Nô, rồi cái chuyện xảy ra tại Bến Đức bây giờ, thì những cô dâu chúng ta thấy đó, tất cả những nhân phẩm người Việt Nam bị trà đạp, thì hỏi chúng ta phải làm gì cho quê hương chúng ta trong đoạn này, thưa quý vị? Còn một cách duy nhất là chúng ta cùng nhau đấu tranh để giải thể Đảng Cộng sản. Và chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này rất nhiều người dân biểu, thượng nghị sĩ cũng như là cơ quan hành pháp âm thầm đứng về phía chúng ta. Họ nhìn thấy cái hiểm họa, bởi vì chúng ta biết rằng là trong thế giới không còn gọi là đồng minh, không còn gì hết, mà hiểm họa tìm đến với nhau, lợi nhuận tìm đến nhau. Thì thưa quý vị, đó là cái điểm then chốt cái giai đoạn này. Tây Tạng, rồi Miến Điện, rồi Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào. Thì chúng ta nhìn thấy đây là cơ hội duy nhất để người Việt Nam chúng ta nhận trách nhiệm cùng người trong nước để làm sao đó, để thế giới yểm trợ chúng ta trong cuộc đấu tranh của chúng ta. Mà thế giới đã và đang yểm trợ chúng ta, quý vị thấy không có một nơi nào mà tiếng nói của chúng ta không được chính quyền cũng như là các dân quỷ họ yểm trợ. Thưa tiến sĩ, thì người dân cho rằng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại chia sẻ và khó kết hợp để ngồi lại với nhau, thì trong toàn dân trong nước vùng lên để giải Đảng Cộng sản Việt Nam và chống giặc phương Bắc, thì tiến sĩ nghĩ sao về vấn đề này? Thưa thế này, thì chúng tôi hiểu thế nào là chia rẽ, phải định nghĩa chứ chia rẽ ra. Một trong thành phố nhỏ tại Hoa Kỳ mà chúng ta nhìn thấy đó, có một thấy rất nhỏ thôi, mà có 2 cái nhà thờ cùng một tôn giáo. Rồi chúng ta nhìn thấy đó là nước Mỹ nó có 2 đảng, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ. Bây giờ có thêm một cái đảng thứ ba là đảng Độc lập, tức là Independent. Rồi đảng Cộng hòa bây giờ đó thì lại thêm một đảng nữa là Tea Party. Thì chúng ta nhìn thấy đó có chia rẽ không? Thưa, đó là vấn đề gọi là dân chủ của chúng ta tại hải ngoại này. Và chúng ta ngồi lại với nhau trong nhiều chiều hướng khác nhau. Thưa quý vị, một cái người mà ra đi tị nạn, con bị chết, vợ bị hiếp, mất nhà cửa hoặc là bấy tù cải tạo ra, vợ chạy cho mình qua bên hải ngoại này, thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chúng ta có đồng một mẫu chung đó là lý tưởng của chúng ta là làm sao đất nước Việt Nam chúng ta khá hơn, không bị lệ thuộc vào Tàu. Thì thưa quý vị, chúng ta có. Trở lại vấn đề, chúng ta nhìn thấy Trần Trường, vụ Trần Trường tại Nam Cali. Tất cả chuyện gì xảy ra thì đồng bào chúng ta ngồi lại với nhau. Tại Boston thì thưa quý vị, năm 2002, chúng ta có tuần lễ nhân quyền. Thì chúng ta tổ chức một cái tuần lễ ở đây, tất cả những người ở xa tới đều được đón tiếp từ phi trường hoặc là từ các nơi về, ở nhà dân không phải đóng tiền, và những người dân ở bố trong này nuôi những người đó đến để biểu tình. Và chúng ta thấy một điều nữa là cờ của chúng ta dập trời, chúng ta đi đâu được báo chí mà yểm trợ, chúng ta đi đâu được tất cả cơ quan truyền thông và quốc hội của tiểu bang đã đón tiếp chúng ta một cách nồng hậu. Thì thưa quý vị, chúng ta chỉ khi nào cần chúng ta ngồi lại với nhau. Và điểm này đó, chúng ta nhìn thấy đó, cái thành quả của chúng ta đó là khi nào bất cứ một người nào của Cộng sản đến ngoại quốc, kể cả Hoa Kỳ, đều phải đi cửa hậu và không được treo lá cờ của họ. Thì thưa quý vị, đó là những điểm mà người Việt Nam của chúng ta không chia rẽ. Chúng ta có những hội nghị riêng hồng nhỏ nhưng mà chúng ta đã thành công tại hải ngoại này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị cũng như thưa tiến sĩ, thì chúng ta đều biết là Nguyễn Phú Trọng sắp đến Hoa Kỳ. Thì theo tiến sĩ thì
điều gì quan trọng sẽ đạt được những kết quả sau chuyến đi này thưa tiến sĩ? Trở lại vấn đề, chúng ta biết là năm 2000, Nguyễn Phú Trọng khi còn làm bí thư ở một thành phố của Việt Nam, thì lúc đó Nguyễn Phú Trọng đã được nuôi dưỡng. Đến khi Nguyễn Phú Trọng lên đến làm một cái ông đảng trưởng, chúng ta dùng chữ đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, thì khi Nguyễn Phú Trọng qua đây đó, một ông tổng thống không thể nào mà ông ấy đón tiếp một ông thứ trưởng ở một ông đảng trưởng được. Chẳng hạn như một ông đảng trưởng là Cộng hòa đi qua nước Pháp, hoặc ông đảng trưởng là đi chủ của nước Pháp thì chắc chắn sẽ không được tiếp đón. Cái điểm quan trọng nhất đây là cái ván bài của Trung Cộng. Trung Cộng muốn ra chỉ thị để trước khi Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ này phải làm một số việc, và chắc chắn Phùng Quang Thanh sẽ đi theo và Nguyễn Chí Vịnh phải đi theo, bởi vì hai tên đệ tử này đó là cái đệ tử mà sẽ kèm của Nguyễn Phú Trọng. Và chúng ta nhìn thấy đó, Nguyễn Phú Trọng đi về với một cái thành quả là tạo ra sự chia rẽ ngấm ngầm trong nội bộ, và có thể bị thanh trừng, bởi vì Nguyễn Phú Trọng qua đây sẽ được theo dõi kỹ lưỡng. Và chúng ta nhìn thấy đó, là Nguyễn Chí Vịnh cũng như Phùng Quang Thanh phải đi theo. Và nếu mà Nguyễn Phú Trọng về chỉ sai một nước cờ thì số mạng của Nguyễn Phú Trọng có thể đương đương với lại Nguyễn Bá Thanh, thưa quý vị. Đó là cái điểm mà Trung Cộng muốn đưa vào ván bài, chứ không có gì hết. Và có sự cho chứ không, chúng ta nhìn thấy đó, khi Trương Tấn Sang qua Mỹ, ông Tổng thống Obama chào, cười và lâu lâu nhìn đồng hồ đó, tức là sắp đến giờ để ông đi đi, không có hứa hẹn gì cả. Và tôi tin chắc rằng Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Cái điều đó chúng ta nhìn thấy đó, là cái con cờ Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng khi mà làm thủ tướng thì quý vị có nhớ là Hồ Cẩm Đào đã đến Ba Đình ngồi đó. Khi Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức thì Hồ Cẩm Đào bắt cái ghế ở biển Sơn Trà nhìn qua đảo Hoàng Sa của chúng ta. Thì chúng ta nhìn thấy đây là một sự sắp xếp, và Nguyễn Tấn Dũng đang có cơ may để làm, vừa làm gọi là chủ tịch đảng, vừa làm tổng thống của nước Việt Nam. Thì cái sự tranh giành ghế nhau đấy, chúng ta thấy tại sao trong nước có những biểu tình, tại sao dân chúng đánh công an, tại sao cộng sản làm những chuyện mà gọi là rất là vô lý và vô luật pháp, đó là chiếm đất của những tòa thánh cao đài và làm những cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy để gây ra cái ảnh hưởng, cũng như là chúng ta biết rằng là đó, cái phi trường Tân Sơn Nhất tại sao phải rời đi. Đây là một sự tranh chấp giữa nội bộ đảng, và tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ có nhiều cái chuyện mà đáng vui xảy ra. Và chúng ta đã chuẩn bị chưa, thưa quý vị? Nếu trong nước có biến động, đó là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Rất tiếc là chúng ta không có còn thời gian nữa. Và kính thưa quý vị, chắc chắn là ở SBTN Boston sẽ mời sự trở lại của tiến sĩ Hà Văn Hải. Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Cảm ơn Phương Chi và cảm ơn tất cả toàn ban đại diện của đài SBTN Boston. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa SBTN Boston và tiến sĩ Hà Văn Hải. Phương Chi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, thì sau khi chúng ta có được khoảng 100.000 chữ ký thì chúng ta sẽ tổ chức các cuộc tiệc thực, thắp nến và nhiều hình thức tranh đấu khác nhau, là tùy theo cái hội đoàn của quý vị tổ chức. Nhưng mà trường gia nghĩ đây là một cái bước rất là hữu hiệu để chúng ta nối lên cái sự đoàn kết của chúng ta, nhất là làm thế nào để chúng ta có thể liên lạc được với chính quyền địa phương cũng như là các tòa đại sứ quán của các nước mà quý vị đang cư ngụ. Thì đó là một cái việc làm mà chúng ta có thể làm được, để có thể, cái thứ nhất là như thế nào thì Long cũng vừa đề cập, là cái thứ nhất là tại vì chúng ta thấy cái list của những người mà có đứng ra đại diện trong cái thỉnh nguyện thư này là tất cả những người tranh đấu trong nước, những người mà họ có cái gan dạ để đứng lên nói ngược lại cái chính quyền Cộng sản Việt Nam. Họ biết là khi nói ra những điều này là họ gặp rất là nhiều trắc trở, nhưng mà họ đã lên tiếng rồi, thì không có lý do nào chúng ta là những người Việt ở Nam, ở hải ngoại mà không có thể nào tiếp tay cùng với họ để có thể đứng lên để tranh đấu cùng với họ, thưa quý vị. Chữ ký, một cái chữ ký rất là đơn giản, nhưng nó nói lên một cái tiếng nói rất là lớn. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm. Cho nên Trường Nhan nghĩ cái quan trọng bây giờ là quý vị phải làm thế nào đi nữa cũng phải vào cái trang web này nhânquyền215.net để ký tỉnh nguyện thư, và cùng Trường Giang và Lê Đình Long và anh em chúng tôi cùng nắm tay lại để chúng ta cùng bước lên một bước nữa, là chúng ta cùng tranh đấu với nhau để một ngày nào đó chế độ Cộng sản Việt Nam không còn tồn tại nữa. Vâng, thưa quý vị, mà và nghĩ đến cái
cái bước thứ nhất thành công rồi, chúng ta quyên góp được cái số chữ ký mà ban tổ chức mong muốn. Đó là gì? Để mà đưa lên, trình lên cho Liên Hiệp Quốc cũng như là các cái tổ chức nhân quyền thế giới, thưa quý vị. Và khi mà nghĩ đến cái việc mà tất cả các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và cũng như là Úc Châu hay là Châu Âu và những người dân ở trong nước từ Hà Nội đến Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang mà có thể đồng lòng đứng lên để mà kêu gọi và có một cái buổi thắp nến để cũng như là cầu nguyện cũng như là đòi trả lại tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ hiện đang bị giam tù, thì đây là một cái việc làm và một cái phải nói là một cái chương trình mà Long mong muốn rằng là không biết tương lai thì chúng ta không thể nào dự đoán trước được. Thì đây là một cái điều rất là thành công cho cái công việc, cho cái bước kế đến. Đó là gì? Là chúng ta sẽ đệ trình cái thỉnh nguyện thư và hàng trăm nghìn chữ ký của người Việt Nam tại hải ngoại cũng như là người dân quốc nội, là cái sự khao khát của người Việt Nam. Đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những gì mà họ đã ký kết lên khi mà họ tham dự vào cái Hội đồng Nhân quyền quốc tế, thưa quý vị, là Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký vào ngày 11 tháng 12 năm 2013. Và chúng ta thấy rằng là dù là họ đã ký vào cái ký kết đó để tôn trọng nhân quyền, nhưng mà chúng ta thấy rằng là các tổ chức nhân quyền thế giới cũng như là các tổ chức nhân quyền thế giới đã xếp hạng Việt Nam là nước thế đứng 180 vì trên cái vấn đề vi phạm nhân quyền, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái điều mà Long mong muốn cái việc thỉnh nguyện thư sẽ được thành công, và sau đó kế đến là những cái buổi thắp nến, những cái buổi tuyệt thực để mà đòi hỏi từ trong nước đến hải ngoại để đòi hỏi nhân quyền, và chúng ta phải đệ trình lên những cái ước muốn của những người dân trong nước cũng như là tại hải ngoại. Trường Giang đồng ý. Và khi mà Lê Đình Long vừa đề cập tới cái hy vọng của những người trong nước á, quý vị cứ nghĩ khi những ngày, những năm tháng mà chúng ta còn sống ở trại tị nạn, nhận được một lá thư của một gia đình từ hải ngoại trở về, chỉ một lá thư rất là đơn giản nhưng một cái niềm hy vọng nó rất là lớn đối với chúng ta. Chúng ta hy vọng là một ngày nào đó chúng ta cũng đi ra được nước ngoài, được một đất xứ sở tự do. Thì những cái hạt mầm đó cũng giống như những người trong nước hiện nay, họ cần cái hy vọng đó. Mà nếu chúng ta là những người hải ngoại, những người sống trong xã hội tự do, những người có ăn no áo ấm mà không thể nào làm được, không thể nào mà đoàn kết với họ, không thể nào mà có một chữ ký để cùng nhau nối kết giữa sự tranh đấu trong nước và ngoài nước, thì chuyện đó thật là đáng tiếc. Cho nên cái thỉnh nguyện thư này nó có rất ý nghĩa rất là lớn. Ngoài cái việc mà chúng ta ký một thỉnh nguyện thư để dùng cái đó để làm cái áp lực, cái áp lực cho chính quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng mà nó cũng gieo một cái hy vọng rất lớn cho những người tranh đấu trong nước, đó là các anh em ở ngoài hải ngoại luôn luôn lúc nào cũng nhìn vào trong nước và luôn lúc nào cũng muốn hỗ trợ và giúp đỡ cho các em trong nước. Vâng, và thưa quý vị, dĩ nhiên là anh em chúng tôi sinh hoạt trong cộng đồng cũng rất là nhiều, và trước khi mà kết thúc chương trình đó thì chúng tôi cũng xin một lần nữa, đó là các cô, các chú, các bác nếu mà không có cái phương tiện dùng có email thì chúng ta có thể nhờ các con em ở trong nhà mở một cái tài khoản email để mà ký cái thỉnh nguyện thư, đó là nhânquyền2015.net. Và đổi ngược lại, các anh chị em trẻ trong nhà khi mà giúp bố mẹ hoặc là cô chú bác để mà ký cái thỉnh nguyện thư thì các anh chị em chúng ta ai cũng có email hết, thì chúng ta cũng tranh thủ thời gian đôi phút để mà ký cái thỉnh nguyện thư. Và một lần nữa thì kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng xin một lần nữa kêu gọi quý vị cùng các anh chị em trẻ, chúng ta hãy cùng chúng tôi ký tên vào thỉnh nguyện thư. Quý vị vào trang nhà nhânquyền2015.net, một lần nữa nhânquyền2015.net, hoặc là quý vị cũng có thể vào sbtn.net, thì trên cái trang nhà của SBTN cũng sẽ có cái link để quý vị bấm vào thỉnh nguyện thư. Và mong là quý vị tạo một cái email và mong các anh chị em trẻ của chúng ta giúp các cô, các chú, các bác ký vào thỉnh nguyện thư, và cũng đồng thời cũng dùng cái thời gian đó để cùng các cô, các chú, các bác ký thỉnh nguyện thư nhân quyền 2015. Và nếu quý vị có muốn liên lạc cùng với Lê Đình Long và Trường Giang thì quý vị có thể liên lạc qua cho email của chúng tôi, đó là diễn đàn thanh niên boston@gmail.com, diễn đàn thanh niên viết tắt quý vị đó là ddtnboston@gmail.com. Quý vị có thể chia sẻ những cái gì mà... Vâng, thưa quý vị, trong những thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng đi đến các chùa, các nhà thờ
Và nếu quý vị gặp được chúng tôi và chưa có ký thỉnh nguyện thư hay là chưa có tạo một cái tài khoản email thì chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo một cái tài khoản email và sau đó sẽ cùng ký thỉnh nguyện thư với chúng tôi, thưa quý vị. Và một lần nữa, Liên Long và Trường Giang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston, Phương Chi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới. Hai ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2-3 Lẹ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẹ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Kính mời quý đồng hương đến chợ Sài Gòn Market trong vùng Randolph, sạch sẽ, khang trang, có bán đầy đủ thức ăn rau quả, đồ khô, đồ hộp, trái cây tươi, đặc biệt quầy thịt cá tươi, cua sống có nhân viên phục vụ tại chỗ. Gà đi bộ ở phố Tàu về mỗi ngày, tiếp đãi ân cần, ngon sẻ, chủ nhân trân trọng kính mời. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vi Mạc. Chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vi Mạc để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vi Mạc 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vi Mạc 2-123 George Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Bạn có phải là chủ tiệm nail không? Đang nhức đầu vì sự khó hiểu của lệ phí thẻ tín dụng, thất vọng vì sự khác biệt ngôn ngữ làm trở ngại trong giao tiếp. VMS có chương trình giá cố định sẽ làm lệ phí của bạn đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ khách tốt nhất với dịch vụ chăm sóc khách hàng vui vẻ, chuyên nghiệp và tận tâm. VMS không chỉ là công ty xử lý thẻ tín dụng lớn nhất và tốt nhất của người Việt, mà hơn nữa, chúng tôi thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa và doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí trước khi bạn quyết định đăng ký với công ty khác. 1-844-VMS-0100. Vietnamese Merchant Services là cuộc gọi đúng nhất cho doanh nghiệp của bạn. Slim Express siêu hiệu quả giảm cân. Phoenix Beauty Center xin giới thiệu Slim Express giảm cân hiệu quả tức thời. Dùng Slim Express uống trong 2 tuần giảm cân từ 5 đến 10 pound không gây phản ứng phụ. Dầu gội đầu Hands Defoco đặc biệt chống rụng tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh và mượt mà. Hands Defoco các loại gel wax giúp dễ dàng tạo dáng các kiểu tóc Dirty Body Slim, trà giảm cân clean sạch những chất mỡ thừa trong cơ thể. Cần đại lý 50 tiểu bang xin gọi toll free 1-855-333-8888.